Hi. À, xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Vô Đồ Dò. Bên viên tàu lao chào với đạo Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lô Tali và Đại Lâm Chị Bê Lê. À, đứng trước mặt ông Kính Lâm là bố vợ của Lâm là áo thun bà lão trắng U57. Còn đây là sao nếp chủ dựa gạo U49. Còn bên kia là chú Thọ 71 áo xanh bên kia. Và Mr. Long chủ tiệm vàng U63. Cặp bên kia là 134 tuổi rồi. Xin lỗi các bạn. À, U71 và 63 đúng rồi, 134 tuổi. Còn cặp bên đây là 106 tuổi. Đây là kèo hẹn quýt trai tự do. Rồi, 21 điểm, 1 set. Rồi, đây là kèo hẹn. Rồi, 0-0. Đây là kèo hẹn thách đấu solo ở tay tự do. Lấy kem. Bóng tốt. 1-0. Bóng tốt. Đứng trước mặt ông Kính Lâm là bên tay phải màn hình của Lâm là sáu nếp và bố thụ ba vợ của Lâm. 1-0. Quả ngon. Lấy kem. 2-0. Rất căng kèo này. Rất căng các bạn ơi. Rất căng. 2-0. 21 điểm tới. Lại là Mr. Long chủ tiệm vàng Ngọc Thành Lê Văn Quế. Còn đây là bố vợ của Lâm. 1-2. Mui bi. Quá ngon. Quá đẹp. Lấy kem. 3-1. Lấy kem. Ba một. Quá khó chịu. 4-1. Quá khó chịu cho tiệm vàng Ngọc Thành Lê Văn Quế. 4-1. Buôn mui. Quá khó chịu. Sáu nếp làm gì đây? Ba thủ. Lấy kem. Có thể nói bố vợ của Lâm cái móng rất tuyệt vời. 2-4. Đây là bố vợ của Lâm, áo thun bà lỗ trắng. Bibun. Lại là sao đẹp. Lại là sao đẹp và bông không ơi. Tâm lý quá rồi các bạn ơi. 5-2. Quá có chịu. Sao đẹp làm gì đây? Quá ngon. Lậm kem. Quá hay. Đáng tiếc cho Mr. Long tiệm vàng Ngọc Thành gì rồi. 3-5. 3-5. Quá khó. Chú Thọ làm gì đây? Đẳng cấp của chú Thọ. 6-3. À, bên kia là chú Thọ áo xanh nha các bạn, quần bông xanh kia là 71 U71. Và đây là tiệm vàng Ngọc Thành anh Long 63. Còn đây là bố vợ đây Lâm U57. Lại là tiệm vàng Ngọc Thành phát bóng không lên 46. Bên đây là Thích Minh Tệ sao nếp 46. Quá em phản công. Phản công cho bố vợ đây Lâm. Quá hay. Làm gì đây? Đáng tiếc cho chú Thọ gì rồi. 5-6. Rất căng. 5-6. Quá căng. 6 đều. Và phát bóng mà đẹp trực tiếp của bố vợ làm quá ghê cân. 6 đều. Làm gì đây chú Thọ, làm gì đây? 6 nếp. Quá hay. 7-6. 6 nếp đã lấy lại tự tin rồi. 7-6. 7-6.
Quá căng, quá căng. 76. Bốn tốt. 1-3 kết thúc tốt của 38 rồi. 7 đều. Bảy đều. Quá khó. Sao nếp làm gì đây? Quá ngon, tiệm vàng. Quá hay. 8-7. Trận đấu có thể nó rất căng rồi. 8-7. Đây là kèo Hugo mía game thôi nha bạn, nhưng đang rất căng nha. Kèo này là đang thách đấu với nhau nha. Quá hay. Phản công cho tiệm vàng Ngọc Thành. Đăng cấp. Trình bày. Quá sung, quá sung. Đây là bố vợ của Lâm, U57. Còn đây là Thích Minh Tuệ. Sao nếp. Trình bày. Quá khó. Đang tiếc rồi. 8-9. Một pha bọc lót hay của chú Thọ bên kia mà không ăn ý gì rồi của Mr. Long. Anh Long 63 và chú Thọ 71. Còn đây là bố vợ đây Lâm, U57. 8-9. Quá căng. 9 đều. Phạt bóng quá căng. 9 đều. Bố vợ của Lâm phát bóng quá căng. Chín đều. Vẫn còn. Phản công cho anh Long. Quá hay. Đẳng cấp của anh Long quá hay. Đẳng cấp của Mr. Long gì rồi quá hay. Mời chín. Đánh 21 các bạn, chỉ có một set thôi. Duy nhất có một set thôi. 11 đội sân. Đội sân. Đội sân. Libro và Libro. Chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai. Chai đầu mỏi vai gáy 145.000 một chai. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Luôn đồng hành ủng hộ cùng kênh Đại Lâm Bùi Giò và Libro. Hiện tại bây giờ miền Nam rất khó khăn các bạn ơi. Những sân bãi kèo chế kèo cọp gì rất khó khăn nha. Cho nên các bạn hãy thông cảm. Có video nào thì xem video đó đỡ buồn đỡ ghiền nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Quá hay. Phản công cho chú Thọ. Pha bóc bài quá hay của bố vợ đây Lâm. Tiếp tục. Anh Long làm gì đây? Phản công cho. Quá hay. Bố vợ của Lâm quá hay. Mười một. Quá đẹp. Lấy kem. Đang tiếc. 11 đều. 11 đều. Đang tiếc cho tiệm vàng Ngọc Thành Lê Văn Quế, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. 11 đều. Đớp mùi. Quá ngon. Bóng tốt. 12-11. Đây là chú Thọ U71 rồi. Chú Thọ đây là U71. Cùng xã với Lâm Long Giang, Chợ Mới An Giang. 2-1. Chú Thọ làm gì đây? Quá đáng tiếc cho chú Thọ. Đáng tiếc cho chú Thọ. Còn đây là anh Long U63. U63 và 71 cặp bài chồng với nhau. 100. Bốn tốt. Quá khó chịu. 13-12. 13-12. 21 điểm tới bạn, rất căng. 10-42.
Phạt bóng quá hay vậy rồi. 14-12. Bóng lại tốt. 15-12. Ba quả liên tiếp. Ba vợ của Lâm, bố vợ của Lâm phát bóng quá khó chịu. Ba quả liên tiếp quá ghê. 15-12. Tiếp tục. 6-2. Không thể tin được, không thể tin được. 16-12. Cơ hội cho bố vợ đây Lâm. 17-12. Quá đáng tiếc thật sự các bạn ơi. Có thể nói 18-12. 18-12. 18-12. Xin lỗi các bạn. Xin lỗi các bạn, Đại Lâm rối ra rồi. 17-12. 18-12. 18-12. Xin lỗi các bạn ơi, luôn số 4 quá. 18-12. Có thể nói 5-6 quả liên tiếp. Bố vợ kêu làm phát bóng quá ghê. 18-12. Quá khó chịu. Lậm cam. 13-18. 13-18. À, phép màu nào lật ngược trái cờ cho anh Long tiệm vàng Ngọc Thành lên quái đây. Đây là Mr. Long U63. Quá ghê. Đẳng cấp phát bóng gì rồi, không có chỗ không người. Còn đây là chú Thọ quê Chợ Mới An Giang của Lâm. 71 rồi, ô 71 rồi. Đây là cặp bài chồng 134 tuổi. 13-18. Quá khó chịu. 14-18. Tới công chuyện rồi. Tới công chuyện rồi. Có thể nói bố vợ của Lâm phát bóng quá ghê. 5-6 quả liên tiếp với ghê. 14-18. Ổi cơm. Lộng banh. Đẳng cấp của bố vợ Lâm là tiếng đúng lúc các bạn ơi. 19. 14. 1 pha phòng thủ hay gì rồi của Sáu Nếp, nhưng đáng tiếc Sáu Nếp kỳ bóng ra ngoài. 15-9. 15-9. 15-19. Rồi phạt bóng vào điểm luôn, trực tiếp luôn coi. Quá ghê. Rồi lậm banh. 20-15. Ói cơm. Cặp bài chồng 134 tuổi ói cơm. 20-15. Rồi lậm banh. 16-20. Anh biết bắt đầu thua bằng từ trái nào không? Trái anh Long vào cho lưới á. Thua trái đó luôn là ba vợ làm phát bóng ra luôn. 16-20. Cơ hội cuối cùng. Quá có chèo. Chưa sao. Lậm banh. Quá hay cho bố vợ đây Lâm. Lậm banh. Ôi cơm. Hết phim. Kết thúc chương trình. Đã chương trình là hết. Xin chúc mừng. Xin chúc mừng. Rồi quá căng rồi. Quá căng, quá căng ơi. Quá căng rồi. Rất căng rồi. Rồi chấp 2 điểm luôn. Rất căng rồi, quá căng rồi. Đáng tiếc và đáng tiếc cho bố Mr. Long chủ tiệm vàng và chú Thọ U71. Quá đáng tiếc các bạn ơi.